Đây, cả vừa rồi mình đã đi làm sạch. Đấy, làm sạch bụng nhá. Đây là mình nọc ra thành hai đĩa. Đĩa này là cá chạch cát, ở nơi mình đây là gọi là chạch cát đấy. Còn ở chỗ các bạn mình không biết được, nó vằn vằn sọc sọc. Đấy. Loại này là nó nhiều trứng lắm mọi người ạ. Cái hệ mưa gái là nó nên nó đẹp. Còn đây là đi cá, cá trắng. Chỗ mình gọi là cá mương, cá mương, cá bống này, tôm này. Cá nửa nữa. Đấy, bây giờ là đĩa này là mình cho vào rán qua đi, xong là mình nấu chua nhé. Còn cái cá chạch cát này, đặc chạch cát luôn. Mình cho vào chiên giòn luôn. Để quần nó nốt. Bây giờ đi mình cho lên bếp chiên cái này trước. Giờ đi mình cho cá vào chiên nhá. Bây giờ trong thời gian chờ cho cá nó giòn, mình đi đi này lấy chua nhé mọi người nhé. Ô, cái quả mít này nét mắt. Đứng là lá chua mình lấy về để lấy thá của nó nấu đó, cứ nhặt đây thôi, tí nữa về mới. Đấy, bằng này là được mọi người ạ. Đấy nhá, đi bằng này là được rồi. Nóng quá. Này vặt xong là bỏ vào rửa sạch xong à. Bỏ vào rửa. Vò dập dập ra. Nó mới chua. Xong Thu mang đi rửa sạch nhá. Ấy xa. Đây nhá, bây giờ mình lại cho vào đĩa này, mình vào mình nấu chua. Thêm một tí. Bây giờ mình cho nước vào. Cho lá chua vào. Cho mì chính vào. Cắt một hai lát ớt nữa nhỉ. Đấy, mình thái thêm ít ớt vào. Thế là mình được một nồi canh chua tuyệt vời. Cái này có phải thêm ít nước nữa không? Đúng là tuyệt vời, là ngon không? Canh chua đã xong xuôi.
Bây giờ mình cho lên mâm mà dọn ra ăn cơm mọi người ạ, không là tối tối mất rồi. Đây, món cá riêu chua mình đã cho lên mâm rồi. Đấy, còn đây là chạch cát chiên giòn nhưng là không giòn được mọi người ạ. Với mình làm sai sách thì là không giòn. Mới chấm mắm ớt. Còn đây là nước chua, nước canh chua thừa. Đấy, này. Tuyệt vời nhất là cái món này này. Là đây là lá nốt. Lá nốt là mình quấn với lại cá chạch cát chiên. Vậy mình mời mọi người thưởng thức cùng mình nhá. Đây. Ê, còn cá chạch đây này, cá chạch đây là chiên chiên giòn nhưng là bị sai kỹ thuật nhỉ. Bị sai kỹ thuật. Cũng giòn nha nhưng nó không toàn cá, thơm lắm mọi người ạ. Ừ. Đây, nước chua còn thừa ấy. À. Ui. Cay cay chua chua. Cá này trứng của nó này. Đấy, thấy chưa? Ừ, đấy trứng ấy. Cảm ơn cô chú các bạn ăn cá cùng cháu. Chua lắm, chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Đấy, con cua này này. Quấn quấn vào đây này. Lần sau mình rán mình không, mình phải gắp từng con vào cơ. Chứ còn cái món này mới là tuyệt đỉnh này. Thế mà bỏ cái quả ớt vào cay hết nhỉ? Ngọt. Bộ thích gọi là đi đi gói cả cái đi ghém cả cái nấu canh như kìa. Gói và nấu canh ăn bùi á. Công tử, lấy công tử. Con phải quấn lá nốt cơ ăn mới ngon. Đây này, lá nốt này, gói gói vào cái này ăn. Cái này cũng ngon bố. Có như đơn đúng con lấy tôm mua đi đi. bố.
Lấy đi. Cái cá khe này ấy là cuốn với lại là nốt rồi. Rán ngon mà nấu canh ngon. Con này xuống mua đi. Được. Đó, anh cái gì? Nhiều quá khi vào mai mai cũng cho mình luôn. Yeah, cái bổ máu á bà lấy luôn à. Tìm chúng mình mang đi là Lâu lắm rồi mình mới đi kiếm được một bữa cà khe mọi người ạ. con cá Nó cũng bỏ còn mật. về cái gì Con ốc người dưới mà nhưng mà ăn nó cầm nó mát cũng rồi còn nó về loại cái nó cầm cái ở đầu trên nó ấy. suối.  ││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